Welcome to channel Foreign Languages. In this video, I will teach you all the English grammar topic, how to make comparative and superlative adjectives. Let's get started. Ba chim bip suan song swa kum kan channel Morin Visa Borote. Ba thai ni khom chim video thmey muay tiet tae tong tae nang ka saksa viyako phisa angkle. Ba thien ba thai ni kư robiep bong kaet kunaniem priep thiep nâng côn niệm thạc bằng đạch đối chứ bà xong chương bà ôn bôn xoan 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 tiếng ốc bà tạm đàn nâng sức xá chứ muốn nâng xoan bát đối tỏ tư bà chùm lo chương cứ how to make a comparative and superlative adjectives robiep bằng kaet côn niệm priep thiep nâng côn niệm thạc bằng đạch. Và definition prathaniyumanay to make đảm bay bằng cách the comparative form tùm rung priệp thiếp of adjectives này cũng là niềm like đối chía bigger thùng chiến or more expensive rưu cỏ thay chiến and hai nâng the superlative form tùm rung bằng đạch like đối chía biggest thùm bom phốt or most expensive clay bom phốt. First we need to know bà chia đầm bồn dương trời cả đầng bà đầm bồn dương trời cả đầng how many syllables are in the adjective bà đầm bồn dương trời cả đầng. Yeah, how many syllables are in the adjective? Tha ta miên phần mạp chiêng nơi khăn ông cốt niệm nụ. Tha ta miên phần mạp chiêng nơi khăn ông cốt niệm nụ. Rồi gọi tha ta cốt niệm nụ miên phần mạp chiêng. Ok, number one. Adjectives with one syllable. Cốt niệm đã miên tay một chiêng. Bà cũng nên mình ta một chiếc ta dương pra pra cho mày. Usually, chỉ thông mà đà if an adjective person bà cũng nên niềm muối has only one syllable miền ta một chiếc we add er dương bằng thaym er bà add bằng thaym đó bà dương bằng thaym er to make the comparative form đa bay bằng cát tùm rung priệp thiệp we add dương bằng thám est est to make the superlative form đa bay bằng cát chia tùm rung thác bằng đạch bà xong mơ thì hoa toàn thêm áo clean prai thá sát cleaner sát chiến the cleanest sát bằng phật cold trò chế colder trời chạy chiến the coldest trời chạy bằng phật small tối smaller tối chiến the smallest tối bằng phật young khmer younger khmer chiến the youngest khmer bằng phật tall khpua taller khpua chiến the tallest khpua bằng phật. There are some spelling changes miễn cả plug đồ cả bà cọp mũi chồng nguồn bà nó spelling changes bà changes thì cả plug đồ nắp bà chẳng miễn cả plug đồ cả bà cọp mũi chồng nguồn if there is one vowel person bà miễn một chuyện person bà miễn tại một chiếng sorry khói person bà miễn sạc mũi ở dưới rái bà person bà miễn sạc mũi bà miền sạ muối bà follow by one consonant bà trâu ban đạp pi cài đói đó và follow by bà trâu ban đạp pi cài đói person bà miền sạ muối trâu ban đạp pi cài đói one consonant chơi gì nè muối at the end of the adjective nơi khang trong này có là niềm nơi khẳng trong này cứ là niềm
We often double the consonant. Chia nhận nhóm dương đầm rút chương trình này. Và we often double the consonant. Chia nhận nhóm dương đầm rút chương trình này. Bà nít tao nên áp sân bà cho nhị thà sân bà cột niềm nó mình ta một chiền. Hai viết bằng chọc đại sạ muối nâng chương trình này muối được chứ bà nè nè chương trình này muối đi. Đời chứ nét bên này tao thì bằng cả thạ bị thiếp rồi có thạ bằng lách bà dư trâu đồng rút chương trình này trong gọi mùi sân. Bằng tòa móc tiêu dương bằng thai mỹ á nâng EST bà. Bà vết dương một là xám bà weather xám chiếng the wettest xám bằng phật. Bi thúng bigger thùng chiếng the biggest thùng bằng phật. Bà tòa này ăn biggest mà bị ghê thế. Và hot cái đáy hotter cái đáy chiếng the hottest cái đáy bằng phật. Thin scum thinner scum chiếng the thinnest scum bằng phật. Lẽ khăn mùi tiệt if the adjective ends in y person ba kuna niêm bằng chọp đầy y this often changes to I. Và person ba kuna niêm bằng chọp đầy y bà y ni bà đi nó cứ this y bà y ni often changes to I chia nhận nhóp đô tơ chỉ ai bà nhập đô tơ chỉ ai hái bản tóm mô từ time ER thạm tiền thiếp hay bản thạm bản lách time EST bà mưa nó lên đấy nè bà cứ cần niệm trong đấy phí nạ bộ vài trong P dương bằng cài thạm tiền thiếp bà dự đồ vài tại ai máu bản tóm mô từ time ER hay bản thạm bản lách time EST mà bà chẳng như bản thạm trái bộ ngút trái ở ngút chiếng đợ trái is ngút bằng phật. Lẽ khăn mùi tiệt if the adjective ends in E person ba con niêm mình chọc đợi ý we don't add another e bà dương mình bằng tham e mùi tiết nổi tì nó another e đó mà dương mình bằng tham e mùi tiết tì just bà just a tham tà a bà nọc bà tham tà a thế ná bà với dương miền e hai bà mình to tiên máu dương mơ ná bà nì thì hó nice nice bà thật là ó sát chẳng hạn như đời bà nicer lò chiêng xà chiêng chẳng hạn chiêng the nicest lò bằng phốt xa bằng phốt chẳng hạn bằng phốt bà large thúng larger thùng chiêng the largest thùng bằng phốt bà even when the adjective xôm bây ta nợ bê đa cô niếm has only one syllable đà miền ta một chiêng it's still not wrong to use more or most bà viên nơi tai mình viên nơi tai mình khó tế bà viên nơi tờ trâu của bà nên nói bà viên nơi tờ trâu bà mình khó not wrong mình khó bà mình khó về trâu viên nơi tờ trâu đài pra more rư gồm most it's possible to say more weight or most tall bà vi ai bật bà vi ai bật tờ bán đam bên dưới thá mò vết rư có most tall this isn't incorrect bà bài này vi mình không nói tê nè bà phần tai tao nghe khi ông vừa xong mà đi cầm bàn tai tao nghe nên không sụp hơi nít kia prap tha vi mình không tê có bàn tai chỉ được tới cứ giữ ở prang chẳng hết nè bà chữ vết weather tao nghe bà vết cứ weather bà hai tall này cứ ở phần most tall đấy cứ tallest bà cái này cái con này trong lực lang từ lực con niêm môi chấm nón đấy nhá con niêm môi chấm nón tiết đại ở ai phở chấm môi nâng er được est bàn nhà tao này tam đa mà to tiết bà ta ok there are a few adjectives miễn con niêm môi chấm nón rồi gọi bà pi bấy mà hạt a few đó there are a few adjectives miễn con niêm pi bấy that we have to use more or most ba dial dương trâu pra pra more rư có most vết chia mùi even though tu bày chia ba even though tu bày chia they only have one syllable tu bày chia bù vía miền tai mùi chiêng cút bà nọc
tôi bay chia bộ viên miền đài một chiếc quất bằng nó bà chẳng even đó tôi bay chia nát bà tôi bay chia bộ viên miền ta một chiếc quất bằng nó còn tay mẹ nó hát hôn nát tay con niềm bay buôn thế đại ai mình xuất ra chẳng bàn we can add er or est dương mình ai bằng time er được gọi est bàn thế bà đừng chụp biệt hà phần phần bỏ thả bà sợ bài chương phán sợ bái mò phán sợ bái chiếng mò phán sợ bái ẩm phật riêng bật mò riêng bật chiếng mò sợ riêng bật ẩm phật rái tâm trời mò rái tâm trời chiếng bà mò sợ rái tâm trời ẩm phật rong khó mò rong khó chiếng bà khó tràn chiếng của bà nái bà khó tràn chiếng mò sợ rong khó tràn ẩm phật chương sợ rạp con niềm buôn đi nát con nía bà cứ ọt pra pra ER rư ST cứ việc pra more than most bà chân xôm tôi này chọn chạm ná bà ta buồn năng tế khéo vì nâng cứ phở thò mà đà tạm lẽ khác này dưới bàn thực xa ok cho mời lịch bì mà 2 adjective with 2 syllables cô nên niêm đài miến tiếp chiếc 4 adjectives with 2 syllables xâm rạp cô nên niêm đài miến tiếp chiếc we generally chia từ từ use more or most bà. We generally use more or most bà chia từ từ bộ dương pra more được có most ô thì họ đều chia careful đại prong bị giáp được có đại dập giải more careful đại dập giải chiến bà the most careful đại dập giải làm phật bot đại học sóc more bot đại học sóc chiến the most bot đại học sóc làm phật. But some two syllable adjectives. Pon tai. Kunaniem peep chiang. Mui chum nuan. Pon tai kunaniem peep chiang mui chum nuan. Can take er or est. I the tua yop er ru ko est. It's also fine to use more for the comparative or most for the superlative. Bà phong đái also phong đái vì lõ đại trời pra mô xâm rạp thân hạ biểu thiệp rư có mốt xâm rạp thân hạ bản đại bà ní cho ní xong mơ cồng cụ nền niềm bộ này nét bà cứ miết buôn đái đại vì pra cụ nền niềm biểu chiến của vận tái vì pra ER bản ER đi EST nét bà thân hạ bản đại thân hạ bọn lấy pra EST thân áp dụng thiếp ER bọn tay bọn nâng ai pra chung mùi mò nâng mốc của bà này ta dùng mưu nâng đi mà clever chlát cleverer chlát chiến the cleverest chlát bằng phật simple xâm ánh simpler xâm ánh chiến the simplest xâm ánh bằng phật narrow chẳng yết narrower chẳng yết chiến the narrowest chẳng yết bằng phật quiet đại xuyên sát quieter đại xuyên sát chiếng the quietest đại xuyên sát bóng phật ở con chán thằng này bà lưu dương châu mà lo cho mình một tiết adjectives with two syllables that end in y bà con nên niềm đại miền píp chiếng đại bằng chọc đại y usually can add er or est chia thông đá ai bằng time ER rư có EST why generally changes to I why chia từ tớ đầu tớ chỉ I it's also post it also fine to use more or most phong đài vì là o đài trơ pra more rư có most ba dirty ba dirty đài có khó dirtier đài của phỏ chiếng the dirtiest đài của phỏ bằng phật prettiest art prettiest art chiếng the prettiest art bằng phật happy sợ bái happier sợ bái chiếng the happiest sợ bái bằng phật ugly đài là cỡ uglier đài là cỡ chiếng the ugliest đài là cỡ bằng phật chẳng cầm buôn đi toàn nhiên á bà mà mình đã buôn lên tí à được cầm quân niêm đang bị chọc đòi nhé bà bị chọc đòi
y phi nhẹ bộ y nó cứ dương từ đồ y từ i hay mình tổ mớ thả biểu thiết thay vì a hay thả bằng lại thay vì st. Ok chẳng dương mình tổ tiện bởi adjective with more than two syllables cơ nền niếm đài miền cha pi pi phiên lãng tử bà cơ niếm đài miền cha pi phiên lãng tử tại mình bằng chọc đời y thế ná. Adjective with more than two syllables synonym đài cha pi pi phiên lãng tử can only make ai bằng cả their comparative thả biệt thiếp rồi bọc phù vía by using more đài ca pra more and their superlative hai nâng thả bằng bách rồi bọc phù vía by using most đài ca pra most ưu tiên họ beautiful đài sọ sát more beautiful đài sọ sát chiếm the most beautiful đài sọ sát bằng phật intelligent đài chạy với more intelligent đài chạy với bằng phật the most intelligent sorry more intelligent đài chạy với chiếm the most intelligent đài chạy với bằng phật more đài chạy và chia chạy bằng phật bởi tiết interesting đài cua chạp ở rõm more interesting đài cua chạp ở rõm chiến the most interesting đài cua chạp ở rõm bằng phật expensive đài thay more expensive đài thay chiến the most expensive đài thay bằng phật trong nói tỷ bốn irregular adjectives bà con anh em mình tiền toán bà con đi mình tiền toán thì cứ vi bằng cái tập điệp thiếp đòi cá bà mình cứ rụp tam lại khăn đi bà vi prep rule bà như mình nói như vậy there are also some irregular adjectives bà also phong này nè phong này miền con anh em mình tiền toán nuôi trồng luôn bà phong này miền cô nên nhớ mình tiền toán mua chậm luôn. We just need to learn these forms. Bà we just need to learn these forms. Bà dương trơ ca riêng tùm rung tiền này. Còn nếu xong tình về chậm nát bà. Good lỏ, better lỏ chiến, the best or bằng phật. Bad on, worst on chiến, the worst on bằng phật. Far chngai further chngai chieng the furthest chngai amphot little tech less tech chieng the least tech bamphot much chran more chran chieng the most chran bamphot ba tong ni lai som ba krao bi saksa 4 chumnoi ni ma ba chung ne tong ni som ma krao na ba ni keu exercises on comparative adjectives ba kulum hat sdai ampi ka priep thiep kunaniem rư go sdai ampi kunaniem priep thiep ba som uthi hom ba direction ka nai nom make the comparative form cho bong kaet tumrong priep thiep if it possible prosan ba ai phat te ban use er som pra pra er if not ba pra mon ban te ba mon ai pra te ban te somdo ba if not ba mon ai pra te ban te use more som pra more okay ta chen lek khan jeung mien 2 na ba kalai na phơ er ban jeung phơ tae kalai na phơ er ban te jeung phơ more na ba ta okay go ahead dogs are intelligent than rabbits bà chân intelligent chứ con niềm về chứ nhìn phần more dogs are more intelligent than rabbits bà cái bà more intelligent bỏ chạy chiến tuần dài Lucy is bà chân old con niềm clay nhưng thay vì à tờ chữ older Lucy is older than Illy bà Lucy chạy chiến Illy Kenneth bà cho đo lòng hạt tỷ bấy Russell is far
far large than the UK. Chẳng like con niềm ní là một mà tế đời chân này bà dương cho một cái thật phụ thiếp chẳng dương trở đặt ta à bán hai bố vi mình is rạp chẳng Russia is far larger than the UK và là bà tế rú si thông chiêng chạc hộp ông lê chẳng ngày nè bà nè bà tế rú si bà thông chiêng bà tế ông lê thông chiêng chạc hộp ông lê chẳng ngày nè chế tao nên mơ nè bà larger thông chiêng được tràn chiêng là bê pha nè chẳng ngày bà. My Latin class is bà boring còn niềm vế như bà mò my Latin class is thân ái riêng bì xa là tăng rồi bọc nhóm is more boring cô ấy thình tròn than my English class cô ấy thình tròn chiêng thân ái riêng bì xa ngay rồi bọc nhóm five in the UK nơi khăn chạm phụ bọn lê the street are generally lâu chia tụ tớ bà lấy dùm bà bị nè rồ đó ta nè rồ dùm bà ấy bà nè rồ khi dùm bà nè rồ ở nè bà chẳng lại nâng cứ the street bà in the UK nâng chạm phụ bọn khách the street are generally narrower than the street in the USA play chi được tới chẳng yết chiêng hả được tô chiêng narrower tô chiêng play nơi khăn nóng xa rốt âm rịch six London is tí cửa lòng cư chía mà cư chía đó xong tốt London is busy nhưng đâu tới chi ấy bà busier bà dùng bắt đầu why the I hay bà tóm bắt tham ER chẳng tí cửa lòng is busier than Glasgow bà tí cửa lòng u o chiêng tí cửa Glasgow bà Julie is bà quiet bà quiet tới chia quieter nè bà quieter bà mình to thì má bà nè bà chẳng là Julie is bà quieter bà than her sister chẳng Julie bà sọc cút sọc cung chiêng bong phôn sợi rồi bọn yên number 8 Amanda is ambitious nhưng vừa mò nè bà chẳng Amanda is more ambitious than her classmates. Amanda bà miên hai chữ ta clang chiêng bà ambitious nó đem hai miên hai chữ ta clang chiêng her classmates mật rùm thả đồ bọn yên number 9 my garden is a lot lot này cứ dịp biệt bằng thêm đi bà my garden is a lot bà more careful nè bà more colorful than this park my garden is a lot more careful chờ lòm tiếng là chứ sợi bà my garden is a lot more colorful than this park xuân chú bà ní viêm miền bò chùm rô tràn chiêng ocean bà ocean bà ok this park bà ocean ní bà thứ tiết number 10 His house is a bit more comfortable than a hotel. Tiếng này, bà a bit vừa là bản tình nhé, bà. Chẳng tiếng này miền pa sau có phía, bà chiêng sân tha kia lúc bản tình. Tiếng này. Miền pha sau có phép chiêng sân tha kia nút bẩn tịnh bà ọ con chán bây giờ mà này bà ní là tổng này ai thua cá chết mươi chùm lại bẩn thèm ná bà ní cứ chì answer ná bà cứ chì answer bà. Answer là dương cổ bông là thuốc bì mùi là đọc ná kìa nè ok chân miền bà bẩn nắng sau bà này tổng này chết mươi chùm lại ná bà
hay nơi trong video cái những chú kia mình to tiết mà hay là nick xem mình chào video tâm lý bà số một con trang trong puka tam đán tu sơn video bằng riêng vì sao cái này bà hay số mà chỉ trai phong trong puka bà lư lu cái rồi có cả an cái lại nam mũi là bà miền ca lọt ple mình tích bà đại sa tại xem thọ về giúp về khác mũi đề phong chẳng thứ ai trong miền ca lọt ple khác bà trong số mà chỉ trai bà. Bà lấy số mình chào video tối nay, bà số mà cần bye.